Xin chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Số điện thoại của shop Trần Đạt 0915 434 973 anh em nhé. Thì cái nhu cầu của anh em dọn xe gần Tết nó cũng tới rất là nhiều rồi. Do đó thì bên Đạt nhập số lượng lớn cái số lượng tem thông số về để mà phục vụ cho anh em nhìn cái mùa Tết này nha. Thì tem thông số bên mình cung cấp có loại tem thông số như là rim Thái này, quê 110 Thái này, các dòng rim Việt với lại quê Alpha Future 110. Đấy, những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đạt nha. Rồi thì nhiều anh em có theo dõi bên Đạt thì cũng biết là Đạt bán tem thông số này. Cái chất lượng thì anh em biết rồi, mình không cần phải nói lại nhiều nữa. Đấy thì bán cũng được mấy năm rồi thì cái mặt hàng này vẫn là mặt hàng rất là chạy bên shop mình nha. Nó nhỏ mà nó rất là có võ nha anh em, rất là nhiều anh em cần ha. Đây, như vậy thôi, một miếng như vậy thôi. Nhưng mà được rất là nhiều anh em chúng ta mua ha, tại vì anh em nó có một cái vấn đề xảy ra, đó là cái tem này ấy, khi mà anh em mua ở hàng trôi nổi ở ngoài thị trường á thì nó vẫn có nha, nhưng mà có điều là cái chất lượng in của nó sẽ rất là tệ nha anh em. Để mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho anh em coi là nó tệ như thế nào và tại sao mà anh em lại lựa chọn cái tem bên shop mình nha. Nói về cái hàng tem trôi nổi á, thì thực sự là ngày trước á, Đạt đây này, trước này cũng có nhập về cái hàng tem trôi nổi này để định bán cho anh em, bán một cái giá hủy diệt luôn, định bán là 10.000 một bộ cho anh em luôn. Nhưng mà thực sự là cái chất lượng in của nó thật với anh em là nó tệ mà anh em không thể nào dán xe được luôn á, nhìn nó rất là gớm ha. Cái này mình nhập vô, nếu mà đúng cái giá mà nhập vô anh em là nó có mấy trăm đồng một miếng này thôi, nó rẻ bằng 1/20 cái bộ tem mà mình đang bán cho anh em, mà 1/50 luôn á, nó rất là rẻ luôn anh em, đúng nó như kiểu là một miếng giấy in luôn. Để bây giờ mình sẽ cho anh em coi nó như nào nha. Trước rất là nhiều cái hàng chợ nó bán lung tung anh em, mà anh em chúng ta tưởng là mua về dán được, nhưng mà thực sự là nó gây nó cớm đó. Này, mình quay cho anh em xem nha. Đạt thì có sao nói vậy với anh em. Đây là anh em, đầu tiên là cho anh em xem cái tem chỗ bờ cổ đi này. Đấy, anh em nhìn chữ nghĩa của nó này, đúng kiểu hàng lô luôn anh em nè. Đây là cái tem của người ta, cái chữ nó như vậy này. Anh em nhìn thấy không, hai cái chữ nó khác nhau không? Anh em nhìn một bên mà anh em thấy là anh em thích liền, còn một bên này nó thật anh em như nó xấu mà cái chữ nét in nó dính lại với nhau nè, anh em thấy không, nó dính lại nhau nè. Còn bên này nè, in đều là trong cái bọc ni lông nhưng mà in rất là đẹp nên anh em nhìn nó vẫn thấy nó đẹp nè, anh em thấy không. Tem bên Đạt bán là bao cho anh em sử dụng được nha, và dán là rất là đẹp. Chứ còn như cái này về anh em chúng ta dán lên là như kiểu là anh em mua đồ lô, cái xe của anh em nó là cái xe mà đồ Trung Quốc anh em, không có xài được. Nè, đó rồi cái miếng tem cạc te nè. Nè. Miếng tem cạc te nè, anh em nhìn anh em thấy cái nó rất là mờ nha. Nó là mờ, không biết tại sao nó lại mờ như vậy luôn. Đó, và đây nè. Miếng này nè. Miếng này nó in vào lỗi luôn này anh em thấy không? In lỗi, cái chữ nó là dính với nhau và cái màu nó không có đẹp nè. Đó, còn để cho anh em coi một cái miếng tem tem thông số hộp sên nè, để xíu đây. Ví dụ như cái bộ này này, đó, mở ra cho anh em coi, mở ra luôn nó sẽ đẹp hay nó xấu như nào. Đây mở ra cho anh em coi luôn này, miếng này đây anh em thấy không, đây anh em thấy người ta in nó bóng như vậy mà, bóng như vậy đó. Cái nét chữ rất là thanh nha anh em nhìn hai cái miếng này là nó khác nhau rất là nhiều nha anh em. Mình nói anh em chứ đúng với tiền nào của đó đó anh em nhìn anh em thấy nó khác biệt nhau không đó. Nè, đây miếng nữa nè, nó rất là khác nhau nha, kể cả miếng này luôn nè, nó cũng nhái lên chữ bé nè, nhưng mà nhìn nó vẫn khác này nè anh em thấy à, một cái chữ ở trên nè nó mất chữ rồi nó không có đẹp nha, ở dưới rất là đẹp nè, anh em thấy không? Đó, nó khác nhau chứ không phải là anh em nhìn là nó giống nhau nha. Nè, cái này nó bo góc nè, còn cái này nó cắt kiểu thô sơ nè. Đó, rồi, nói thì nói luôn, về cái miếng này nữa. Đây, cái miếng này nữa. Này nha, đây nè, một sắp nè, hàng lô nè, một sắp luôn nè. Đấy. Đó, anh em nhìn anh em thấy nè, chất lượng nó khác nhau nhiều lắm luôn anh em. Cái này cái màu nó in là không có đúng màu đây anh em. Cái màu nó đỏ rồi, nó không phải là màu vàng đúng như rim Thái nữa. Và cái này anh em thấy cái nét chữ nó đẹp không?
chứ nó đâu có dính vào nhau đâu. Còn cái này là chữ dính vào nhau nhìn rất là xấu nè, nè nó cắt méo xẹo nè. Đó anh em thấy không? Đó nha, nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng của tem mình đặt bán cho anh em nha. Bao cho anh em sử dụng được, dán như xe là bao đẹp cho anh em luôn, chứ không phải là xấu nha. Đó nên là anh em cứ yên tâm. Thì một bộ của rim Thái anh em là mình bán với giá là 80.000. Một bộ của Way Alpha hay là Super Rim, nói chung là chữ Việt như vậy đó anh em, mình sẽ bán với giá là 80.000 luôn. Đấy, còn bộ của Way 110 Thái á, thì nó đắt hơn một tí, nó tới 100.000 một bộ lận. Đó, nhưng mà vẫn bao anh em là giá bên mình là sẽ rẻ, gần như là rẻ nhất trên thị trường bây giờ. Thì những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đạt nha. Đạt đổ sỉ cho tất cả anh em bán sỉ lẻ luôn, nên anh em cứ yên tâm về là giá bên Đạt lúc nào cũng cạnh tranh cho anh em hết. À, rồi những anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với Đạt số điện thoại 0915 434 973 anh em nhé. Đây này, bộ này là bộ rim Thái này, có sẽ có một cái tem handmade này cũng như là cái tem thùng xăng này. Rồi tiếp theo là bộ Way Thái này đó. Rồi cái này là bộ Super Rim này hay là Way Alpha phụ trợ 1 này đó. Way Thái này anh em gắn được cho Way Thái 110 với Way Thái 100 nha. Rim Thái thì anh em gắn được cho rim lùn với lại rim Thái rim lùn đó. Rồi những anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt số điện thoại 0915 434 973 anh em nhé. Shop phụ tùng Trần Đạt chuyên cung cấp các loại phụ tùng theo xe Rim Way Future. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều, hy vọng được gặp anh em những clip tiếp theo nhé.